À đây mình hôm nay mình tiện thì mình sẽ chia sẻ cho anh em nhé. Đây là cái bí kíp này mà mấy cái bà bán sáp phèo sáp phiếc để chống muỗi đấy, coi như là tuyệt chủng luôn rồi, không mua được nữa, cho mấy anh em đi câu. Mấy anh em đây này, anh em mang một quả chanh đi, kể cả quần đùi áo cọc đây. Hôm nay mình quần đùi áo ba lỗ này, thấy không? Anh em cắt nửa quả chanh ra lấy sát vào người. Đây tôi vừa sát xong này, đó, tép chanh vẫn còn này, không bao giờ muỗi vào luôn, không bao giờ muỗi đốt đấy.